em xin chào, mến chúc toàn thể cô chú anh chị em và các bạn quý vị khán giả đang xem trên truyền hình nhiều tập gió mùa ký sự. Hiện tại em đang có mặt trên đường Võ Văn Kiệt ở khuôn viên của thành phố Vĩnh Long ở phường 2 nè. Và hôm nay em có mặt tại đây chia sẻ cả nhà mình về một cái tuyến đường đó chính là đường Võ Văn Kiệt nha. Không biết đường Võ Văn Kiệt thì hôm nay thì các tuyến đường đã thông suốt hay chưa? Thì tuyến đường Võ Văn Kiệt này là nó nối với cầu Cái Trăm 2 cũng như là cầu Cái Công 2 và những cái đoạn ở khu vực khác chạy dài đến nối với đường cầu Lộ 2 nhé. Đây chính là từ khu vực mà cả nhà vừa di chuyển qua, đó chính là đường Nguyễn Huệ giao cách với đường Võ Văn Kiệt. Cái đoạn này thì lúc trước ngày xưa người ta còn chắn những hàng tôn lại đó để thi công. Hiện nay thì em thấy nè, cả nhà thấy nè, ở mặt đường đã láng bớt nè. Mình chạy thẳng là mình sẽ lên cầu Lộ 2 ha. Đó. Bên tay phải là trường Năng Khiếu và thể dục thể thao của Vĩnh Long. Hôm nay con đường mới đã hoàn thành nha cả nhà. Bắt đầu trên con đường Võ Văn Kiệt này nè, kéo dài mình sẽ lên cầu Lộ 2 nha cả nhà. Hôm nay cái tuyến đường này đã thông hơn rồi ha. Cho cả nhà xem đôi nét về cái con đường Võ Văn Kiệt này. Cả nhà thấy đây chính là cầu Lộ 2 nè đó. Và mình chạy một hồi mình sẽ đến cái điểm cuối của đường Võ Văn Kiệt á, nơi mà con tuyến đường này thi công. Tới phía trước thì mình đến điểm cuối của đường Võ Văn Kiệt rồi đó. Đường này mới mở. Hôm vừa rồi em có chia sẻ hình ảnh về con đường Võ Văn Kiệt á, thông xe từ cái điểm đầu, từ cái điểm mà quốc lộ A giao với cái con đường giao với cầu Cái Trăm 2 cũng như là cầu Cái Cung 2 á, thì không được đoạn đó. Hiện nay cái đoạn này là đoạn cuối nè, giao đường bên kia. Đường kia chính là đường Mậu Thân cái nhà đó, mình giao với đường Mậu Thân nè. Đây chính là điểm đầu cũng như là điểm cuối của đường Võ Văn Kiệt nha. Thì em sẽ quành đầu xe lại nha, cho cả nhà mình xem toàn tuyến của đường Võ Văn Kiệt luôn. Thì nó sẽ giao cắt với những con đường nào thì em sẽ chia sẻ cận cảnh luôn cho cả nhà thấy được trên cái đoạn video này nha. Tới đây thì cầu Lộ 2 thì em thấy là chưa có được mở rộng cả nhà, vẫn còn một cái nhánh nhỏ nè. Nhánh đường đây nó bị eo hẹp, nó bó lại hoành, có một con đường làn đường bên đây bên trái à, chạy chung với cái con đường bên trái này. Chắc lẽ là cái đoạn cầu này sẽ thi công sau trong thời gian sắp tới như thế nào á em cũng chưa rõ nha. Mặt bằng thì đã có sẵn rồi nè, giờ cây cỏ nó mọc cao lên luôn rồi, nhưng mà việc giải tỏa như còn vướng mắc cái gì đó thì em cũng chưa rõ. Và giờ đang chạy trên chung với một cái nhánh cầu bên đây, mặt bằng bên ra phải thì đã có thấy rằng có một đoạn là đã có một đoạn chưa có nữa còn bên dưới. Em vừa di chuyển qua cầu Lộ 2 cả nhà, tiếp tục di chuyển nữa thì mình sẽ giao cắt với cái đường Nguyễn Huệ nha cả nhà. Sau này thì các phương tiện từ ngoài quốc lộ A mình có thể di chuyển vào trong trung tâm của thành phố Vĩnh Long một cách dễ dàng hơn so với ngày trước rồi, không còn phải lệ thuộc vào cái tuyến đường quốc lộ 53 như lúc trước để vào trung tâm thành phố Vĩnh Long nữa. Phía trước cả nhà thấy dòng xe di chuyển ngang chính là đường Nguyễn Huệ á.
đây có nhiều cô chú bán những cái xe hàng đẩy nha, bán bún rồi bán cơm Dương Châu, bánh mì, bún thịt xào, bán nước giải khát nữa ha. Tên ha, trên đường nha các, cái đường Võ Văn Kiệt và đường Nguyễn Huệ. Em tiếp tục di chuyển trên đường Nguyễn, trên đường Võ Văn Kiệt, cả nhà mình xem chạy dài sẽ đổ ra ngoài quốc lộ 1A đó, để mình về các tỉnh miền Tây hoặc là mình về Sài Gòn qua cầu Mỹ Thuận nha cả nhà. Đoạn này thì ngày xưa cũng đã làm lâu rồi đó, và nó chạy dài cho đến cái trung tâm hành chính mới bây giờ đó, của Vĩnh Long đó. Nhưng mà sau này thì cái thời gian sau này thì được nâng cấp cũng như thảm lại cái lớp mà nhựa mới cho cái đoạn này để nối tiếp với cái đoạn mà từ cầu Cái Cam 2 chạy dài ra ngoài trục đường quốc lộ 1A luôn nha cả nhà. Mình di chuyển một hồi mình sẽ đến đi ngang qua cái khu vực của cái hành chính của Vĩnh Long, và tiếp đó thì cái đoạn đường tại đó nó rất là rộng luôn, rồi qua đoạn đường đó mình sẽ đến cầu Cái Cam 2 rồi cầu Cái Cơm 2, cũng như là sẽ đến cái vùng giao với quốc lộ 1A. Ở đây thì cái con đường này á, giữa con kẹt nè, khu vực này nè, là nó mỗi một bên sẽ có 3 làn xe nè, nhưng mà đến phía trước này thì cái con đường nó sẽ khác nữa, nó rộng hơn nữa nha các nhà. Đó, phía trước tuyến đường rất là rộng luôn á, mỗi một bên vậy là có 4 làn xe, các nhà thấy không, 1, 2, 3, 4 làn xe. Thêm đường là cái đường xương vịt, cái đường màu cam cam á, vàng cam á. Công viên này công viên tổ chức các cái lễ, rồi bên cạnh đó là khu vực của hành chính công của Vĩnh Long, thì nó nằm bên trái màn hình các nhà thấy á. Để nhìn kỹ cả nhà có thể nhìn thấy được cầu Cái Cam 2, cái cầu có mấy vòm màu cam ở phía trước của con đường nè. Hai bên của cái đường Võ Văn Kiệt ở tại khu vực này nè, thì người ta trồng những cái hàng nguyên cây xanh đó, để giống như là cái khu để công viên á, có thể đi tập thể dục thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng á. Và để ý kỹ cả nhà nhìn thấy bên trái ra phía trước của con đường thì là một cái dãy căn hộ cao cấp, thì ai có muốn có nhu cầu ở thì có thể đến vị trí này để tìm hiểu nha, xem coi cái vị trí như thế nào. Thấy là dãy nhà này rất là đẹp luôn, những dãy nhà cao cấp bên trái màn hình đó. Thì lúc trước cũng có nghe nhiều cô chú bình luận đó, nói đây chính là cái khu mà 60 căn hộ cao cấp nè, ở bên tay trái màn hình cho cả nhà cùng xem nha. Hiện tại thì em cũng thấy có một số người đã đến đây để người ta xây sửa, để người ta mở buôn bán kinh doanh hoặc ở gì đó bên khu căn hộ cao cấp đó. Và đây phía trước cả nhà thấy nè, đây chính là cầu Cái Cam 2 nè ha. Còn cầu Cái Cam hiện hữu thì nằm bên trục đường quốc lộ 53, ở phía bên tay phải màn hình đó, thì cách đó khoảng 1-2 cây số là chính là cầu Cái Cam 2. Cái Cam 2 thì cầu này cũng rất là rộng luôn á, mỗi bên có 3 làn xe nha cả nhà. Và cầu được thiết kế là cầu bê tông cốt thép với cái mái vòm bằng sắt có màu cam nè, một trong những cái cầu có hình ảnh đặc biệt tại khu vực trung tâm của thành phố Vĩnh Long ha. Và ở đây cũng có nhiều bạn trẻ ở đây chụp hình tự sướng vào các buổi chiều đó, mát mát đó, thư giãn để đi trên những đường vỉa hè nè. Rồi hỏi cái cầu Cái Cam 2 này cũng nằm trên trục đường Võ Văn Kiệt, thì mình di chuyển một hồi nữa mình sẽ đến cầu
cái cung 2 và sau đó thì mới tiếp nối với cái trục đường quốc lộ 1A nha cả nhà. Và nhìn xa xa góc hình này, cả nhà nhìn trên cao để ý kỹ sẽ thấy được các cái trụ tháp của cầu Mỹ Thuận 1 và cầu Mỹ Thuận 2 á, bốn cái trụ tháp đó, trên đọt những cái đọt của ngọn dừa đó. Em đang ghi hình ghi âm trực tiếp luôn cho nên là có thể là âm thanh nó bị ảnh hưởng của gió hơi ồn xíu nha, còn cả nhà thông cảm nha. Tới đây thì đoạn đường cũng rất là đẹp luôn nè, cũng là đường có con trẹt, mỗi bên có 3 làn xe nha cả nhà. Bên trong thì có bằng ốp gạch lát vỉa hè nè, rất là đẹp luôn ha. Đoạn này thì mặt bằng mặt tiền thì có rất là rộng như bao la luôn mà chưa rất ít người ở đây nha. Đây là con đường mới mở. Vỉa hè rồi kia nọ bằng cái ốp gạch rất là đẹp luôn. Rồi chính giữa, chính là cái phần của giải phân cách, phân chia giữa hai bên cái làn đường đó. Và cũng được trồng cây xanh, trồng hoa kiển đó. Rồi những cái đèn chiếu sáng cũng rất là đẹp luôn. Nhìn thấy xa xa mình chuẩn bị lên một cái cầu nữa, đó chính là cầu Cái Côn 2 cả nhà. Thì cũng giống như là trục đường quốc lộ 53 ở bên phía tay phải màn hình đó, khoảng 1-2 cây số mình có cầu đó, cầu Cái Côn Huyện Hữu. Còn đây chính là cầu Cái Côn 2 trên đường Võ Văn Kiệt nha. Tết này thì cả nhà mình về Vĩnh Long, quý cô chú ở xa về quê hương Vĩnh Long có thể đi lại rất là dễ dàng, hoặc là về quê hương quê nhà qua địa phận của Vĩnh Long cũng rất là dễ dàng qua con đường Võ Văn Kiệt này. Đường này sẽ giúp giảm bớt cái lưu lượng xe bên cái trục đường quốc lộ 53 cũ ngày xưa đó, giờ thì chỉ có 2 làn xe thôi. Đường này thì cái 3 làn xe và những cái đoạn tới là 4 làn xe ở mỗi bên đó, rất là thuận tiện cho bà con cô chú bác mình đi lại vào những giờ cao điểm và những cái dịp lễ Tết trong thời gian sắp tới. Đây thì mình đổ ra một cái vùng binh rất là lớn nè, vùng binh này cũng mới vừa hoàn thành trong thời gian gần đây đó. Đi thẳng về phía trước mình sẽ đổ qua khu công nghiệp Mỹ Thuận và đến cái phía sau đích của cái chùa Phật Cầu Xá Lợi Vĩnh Long á, và mình quẹo trái thì mình sẽ đổ về Cần Thơ nè, quẹo trái đổ về Cần Thơ nè những cả nhà, trên đường quốc lộ 1A nè. Còn đi thẳng này, hướng này vừa phải thì mình sẽ đổ về cầu Mỹ Thuận đó, đổ về Sa Đéc nhân dân để mình về Sài Gòn á. Và như vậy thì em cũng vừa chia sẻ cả nhà mình về cái tuyến đường Võ Văn Kiệt, sau một thời gian thi công thì nay cũng đã thông xe nối từ điểm đầu giao với quốc lộ 1A này, di chuyển qua cầu Cái Côn 2, cầu Cái Cam 2, rồi di chuyển đến cuối con đường là tại giao với đường Mậu Sân, đến trung tâm khu vực của thành phố Vĩnh Long. Thì cảm ơn cả nhà mình đã xem video đến thời điểm này nhé, và hy vọng cuối video của em có thể cho cả nhà mình biết và cập nhật thông tin về cái tại địa phương trên một tuyến đường ở trung tâm thành phố Vĩnh Long này nhé. Và nhớ đừng quên bấm like trên video cũng như đăng ký kênh ủng hộ em nha.